Bây giờ mình sẽ cho bạn cách sử dụng khăn thành bông hồng. Thì đây là một trò rất là hay. Chúng ta phải tạo bất ngờ cho những người trước mặt mình đang đứng để thực hiện trò này. Cái khâu chuẩn bị cái trò này rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần cầm cái khăn nó rất là gọn, chúng ta bỏ vô bất cứ ở túi bất cứ chỗ nào và cái bông. Thế thôi, mình tặng cái bông ngang nhiên thì nó không bất ngờ. Mình chỉ cần dùng tay của bạn cho nhé. Mình cần dùng cái tay cái này mình lấy ngón này mình giữ lại cái bông như thế này. Đó. Rồi sau đó cái khăn sẽ dùng hai ngón trỏ những ngón giữa, tôi sẽ kẹp cái khăn ở đây, tôi kẹp khăn ở đây, đối diện không dài không dài để thấy này, cầm lên, quơ qua, cầm lên, quơ lại, cuối cùng cầm lên quơ qua này, cái tay này, cái ngón này này, mình sẽ lấy ngón cái, thì ngón trỏ, mình chụp lấy cái bông, quật cái khăn lên, còn mình làm nữa nha. Rồi, nếu đứng trước mặt các bạn á, thì nó sẽ được như thế này. Rồi, đây. Để đây này. 1, 2, và 3. Rồi, rồi làm thứ 3 bên sau các bạn. Thế này. 1, 2. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.